Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chấn động một quan chức tỉnh Đồng Nai đào tẩu sang Mỹ. Tham nhũng là nguồn sống cho các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế một quan chức cộng sản đều không thể sống bằng lương. Tuy nhiên, rất nhiều quan chức có nhà lầu, ô tô riêng rất hoành tráng. Với nhà và xe như thế thì không một quan chức nào có thể sắm nổi nếu nguồn thu nhập của họ chỉ là lương, và thì không có thể được tài sản lớn và khủng khiếp đến như vậy. Tại Việt Nam, chỉ cần chủ tịch phường là một thành phố thì cũng có thể cho con đi du học ở nước ngoài. Và cứ quan chức có quyền lực càng cao thì sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Đây là hình ảnh ông Vũ Đình Duy, một quan tham đã đào tẩu khỏi Việt Nam vào năm 2018 và hiện nay vẫn sống ung dung tại châu Âu với khối tài sản khổng lồ của mình. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, khi bị thanh tra thì thế nào cũng lòi ra sai phạm của các quan chức. Chính vì vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến các địa phương thanh tra thì lòi ra hàng loạt sai phạm. Từ những sai phạm đó, ông Trọng muốn cho trừng trị ai thì sẽ thực hiện một cách dễ dàng. Cho đến nay, lò của Nguyễn Phú Trọng đã dùng công cụ chống tham nhũng để biến hàng loạt các quan chức thành củi. Đã có rất nhiều người phải vào lò như ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và còn rất nhiều những thanh củi tẩu thoát ngoạn mục. Có thể kể ra đây như Vũ Đình Duy, Hồ Thị Kim Thoa, vân vân. Tất cả những người này đều chạy trốn ra nước ngoài và hiện nay Bộ Công an đã phát lệnh truy nã và tìm cách bắt những người này về quy án. Nhưng bắt ở nước ngoài là chuyện không hề đơn giản. Cũng liên quan đến sai phạm, vào tháng 10 năm 2019, Đảng ủy Đồng Nai đã cho khai trừ ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh này, Phạm Quang Sáng. Đây là bài thanh trừng quen thuộc mà Nguyễn Phú Trọng đã áp dụng ở Trung ương và với các nhân vật đứng đầu tỉnh hoặc các thành phố. Ở cấp độ thấp hơn, đấu đá trong bộ máy chính quyền cụm đảng cũng dẫn đến những trò thanh tra kết luận sai phạm, khai trừ ra khỏi đảng rồi sau đó xua cảnh sát điều tra vào cuộc. Bài của Nguyễn Phú Trọng được dùng ở cấp thấp hơn theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian giữ các chức vụ như tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, ông Phạm Văn Sáng đã lãnh đạo điều hành công tác thẩm định, xét duyệt, triển khai thực hiện sai quy định pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhà nước tại 3 dự án tại Trung tâm Công nghệ cao trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, bao gồm xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và thực nghiệm và chuyển giao các loại giống rau và các ứng dụng công nghệ cao cho rau quả, nhân rộng mô hình sản xuất rau quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, dự án nhà màng nông nghiệp. Vào hồi 30 tháng 10 năm 2019, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 18 khi đó, khóa 10 đã bỏ phiếu kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng với ông Phạm Văn Sáng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Kết quả 38 trên tổng số 39 phiếu đồng ý hình thức khai trừ ra khỏi đảng với ông Phạm Văn Sáng. Đây là hình ảnh vào năm 2020, bà Hồ Thị Kim Thoa cũng tẩu thoát ngoạn mục ra khỏi Việt Nam và sau đó ông Nguyễn Phú Trọng cho người đi tìm bắt vẫn không được. Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy kết luận, ông Sáng đã vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước trong việc tổ chức đánh giá quy hoạch đào tạo bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư, quản lý và sử dụng trang thiết bị máy móc tài sản nhà nước, quản lý sử dụng đất trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, tùy tiện ký một số quyết định thành lập đoàn kiểm tra, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, v.v. Và Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã xác định sai phạm của ông Phạm Văn Sáng là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, để nhiều cán bộ đảng viên tại nơi đơn vị bị xử lý kỷ luật tiếp theo. Ở cấp độ thấp hơn, tỉnh ủy có vai trò như ban bí thư ở trung ương và bí thư tỉnh vai trò như ông tổng bí thư ở trung ương. Ủy ban kiểm tra tỉnh là công cụ của bí thư tỉnh ủy dùng để thanh trừng phe cánh, nhiều Nguyễn Phú Trọng đã dùng Ủy ban kiểm tra trung ương để moi ra sai phạm các quan chức không thuộc phe cánh của ông vậy. Nói chung ở cấp tỉnh là bản sao ở trung ương. Và rõ ràng khi bị kiểm điểm thì các quan chức cộng sản tẩu vì thượng sách. Trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh là ông này đánh hơi thấy số phận không thể thoát được và ông đã tẩu thoát thành công sang Đức.
Tuy nhiên, khi sang Đức, ông đã quá coi thường ông Nguyễn Phú Trọng nên đã bị bắt cóc đem về Việt Nam quy án. Vụ án này đang để lại một hậu quả ghê gớm giữa Đức và Việt Nam. Đối với những người bị lên danh sách phải trừng trị thì tốt nhất là bỏ chạy ra nước ngoài là thượng sách, và nhiều quan chức đã chọn con đường này. Sau khi bị truy tố, ông Phạm Văn Sáng không có mặt tại nơi cư trú và cảnh sát điều tra xác định là ông cựu giám đốc sở đã bỏ trốn. Như vậy là ông này đã chọn cách tẩu vi thượng sách, tương tự như Hồ Kỳ Thoa và Vũ Đình Duy. Quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam họ rất khôn. Nếu tẩu được là họ tẩu, chứ không đời nào họ bị bắt bỏ tù như vậy. Và tới ngày 19 tháng 2, thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết bị can Phạm Văn Sáng, sinh năm 1958, nguyên giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra sẽ thực hiện lệnh truy nã nếu bị can này không ra trình diện. Đây là hình ảnh ông Phạm Văn Sáng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Sáng, nguyên giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai về tội vi phạm quy định đấu thầu đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Và Nguyễn Quang Tuấn là nguyên giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học Đồng Nai về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Và lực lượng chức năng đã tiến hành các bước tố tụng bắt giam 4 tháng và khám xét nơi ở của ông Nguyễn Quang Tuấn. Còn ông Phạm Văn Sáng không có mặt tại nơi ở và nơi cư trú nên không thể bắt được. Theo cơ quan điều tra, bị can Phạm Văn Sáng và bị can Nguyễn Quang Tuấn bị khởi tố do liên quan đến sai phạm dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn Việt Gáp và nhà màng nông nghiệp. Cơ quan chức năng xác định quá trình triển khai thực hiện các dự án trên, hai bị can này đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 27 tỷ đồng. Liên quan đến sai phạm này, vào ngày tháng 7 năm 2020, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với ông Phạm Văn Sáng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Quang Sáng là người đầu tiên tẩu thoát sang Mỹ vào ngày 19 tháng 7. Trên báo Tiền Phong cho biết ông cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai bị truy nã đã trốn sang Mỹ vào ngày 19 tháng 7. Ông đại tá Nguyễn Quang Ngọc, phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan điều tra đã nắm thông tin về việc bị can đang bị truy nã Phạm Văn Sáng, cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đang sống tại Mỹ. Cơ quan điều tra này cũng đang thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở của ông Phạm Văn Sáng thì xác định ông Sáng đã bỏ trốn và không có mặt ở địa phương. Và đây là bước đi mà các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam thường sẽ lựa chọn. Họ sẽ chuyển tiền, mua bất động sản ở nước ngoài để chuẩn bị hạ cánh như thế. Đây là hình ảnh Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, nơi ông Nguyễn Văn Sáng ở đã làm việc. Sau khi mất tích tại Việt Nam, thì một số người sinh sống tại Mỹ đã gửi thông tin đến cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cung cấp nơi ở của ông Phạm Văn Sáng tại California, Mỹ và những hình ảnh ông Sáng đang sở hữu chiếc xe Tesla Model X75D cùng nickname Brian Lâm trên trang Facebook. Như vậy là trước khi bị kỷ luật, ông này đã chuẩn bị bãi đáp để hạ cánh an toàn tại Mỹ. Đây là cái mốt mà chắc rất nhiều năm sau các quan chức sẽ tính nước cờ này. Ở Việt Nam tham nhũng để sẽ kiếm tiền đầu tư thẻ xanh, và khi có biến động thì sang Mỹ định cư luôn. Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn chửi Mỹ, nhưng hầu như các quan chức đều nhắm vào nước này đầu tư cho con cái và cho bản thân sau khi về hưu là an toàn nhất. Đất nước Việt Nam chỉ là nơi để họ trục lợi, chứ không thể là nơi họ trung thành cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 7 năm 2021 với bản tin chấn động một quan chức tỉnh Đồng Nai đào tẩu thành công sang Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.